Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thành phố sống đẹp được phát sóng định kỳ trên truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, tại Thành phố Hồ Chí Minh có một lò bánh mì đặc biệt nằm khuất nơi cuối dãy phòng học tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. Lò bánh nhỏ với tên gọi mộc mạc lò bánh mì Pháp, nơi đã chấp cánh nghề nghiệp mở ra tương lai cho rất nhiều cô cậu học trò nghèo suốt 5 năm qua. Em Trần Cúc Hồng Sứ là một trong những học viên khóa 6 có hoàn cảnh khó khăn đang theo học nghề tại lò bánh mì Pháp. Mẹ vừa qua đời cách đây không lâu, gia đình đông con. Một mình ba em phải chăm sóc cho cả nhà bằng nghề sửa đồ điện tử. Thời điểm dịch bệnh khó khăn, bà không thể kiếm tiền lo cho gia đình. Em Sứ đành phải gác lại việc học cao đẳng đã gần 2 năm, làm đủ mọi nghề để phụ giúp kinh tế gia đình. Dù khó khăn là thế, nhưng ước mơ có được một cái nghề để làm chủ cuộc sống bản thân vẫn chưa bao giờ mất đi. Chính vì thế, khi biết đến lò bánh mì Pháp có nhận học viên khó khăn để dạy nghề miễn phí, em Sứ đã quyết định nộp hồ sơ đăng ký. Học phí hầu như là không có chi trả một cái gì cả. Ở đây có bao ăn, bao ở. Và ở đây em thấy là cái đào tạo kỹ năng kỹ càng và chuyên môn rất sâu nên em được lựa chọn. Khi mà em học tập ở đây thì em học được rất nhiều kỹ năng khi mà em làm bánh ở đây. Và cái môi trường ở đây thì em thấy môi trường rất là thân thiện. Em rất là thích môi trường này. Mọi người đều rất hòa đồng. Em muốn củng cố cái kỹ năng của em lên và cái ước mơ của em là sau này em có thể ra ngoài làm một đầu bếp với lại từ một cái vị trí không biết và đi lên từ từ và có thể sau này em sẽ làm vài năm để tích lũy vốn và em chờ mở một cái quán bánh riêng. Em cảm ơn vì đã nhận em vào đây và em từ lúc em vào đây thì em thấy con người của em thay đổi rất là nhiều, trở thành con người năng động hơn trước rất nhiều và được tiếp xúc với mọi người em cũng thấy rất là vui. Cũng như em Sứ, đã có nhiều học viên trưởng thành từ đây và có công việc ổn định tại các nhà hàng, khách sạn 5 sao. Lò bánh mì Pháp là dự án đào tạo nghề bánh mì cho các bạn trẻ hoàn cảnh khó khăn do Viện Hợp tác Phát triển Châu Âu IECD tại Việt Nam phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức thực hiện. Các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc cơ hội nghề nghiệp hạn chế, có đam mê nghề bánh khắp nơi, có thể đăng ký học nghề bánh mì, bánh ngọt Pháp cao cấp cùng chuyên gia Pháp. Đây là một dự án hoàn toàn miễn phí. Các em học viên sau khi được nhận sẽ sinh sống tại ký túc xá của trường, được tài trợ ăn, ở trong suốt quá trình đào tạo. Cái chương trình đào tạo nghề bánh mì và bánh ngọt Pháp là sự hợp tác giữa IECD và Viện Hợp tác Phát triển Châu Âu. Và mục tiêu của chương trình đào tạo nghề bánh mì và bánh ngọt Pháp đó chính là đào tạo ra những người lao động có trách nhiệm, có thái độ tốt và trưởng thành cùng với tay nghề cao. Từ đó các bạn sẽ giúp tìm được nguồn thu nhập để tự lo cho bản thân, lo cho gia đình và từ đó đó là làm nên một cái xã hội tốt đẹp hơn. Trước đó thì em là sinh viên của trường, thì ở trong trường thì tụi em được học về các loại bánh ngọt và bánh mì của Pháp. Bên cạnh đó thì tụi em còn được học thêm về kỹ năng sống, tiếng Anh và lớp lý thuyết về bánh. Sau khi em học xong ở trường thì trường có mở lời là mời em ở lại để làm việc ở trường. Thì em nghĩ là đây cũng là môi trường em đã học và em rất thích môi trường ở đây. Và em nghĩ là em cũng có cơ hội có thể giúp được những bạn khác có hoàn cảnh giống như em. Cho nên em đã quyết định ở lại trường để làm việc. Mỗi ngày tại lò bánh mì Pháp, bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng, các học viên sẽ bắt tay vào mãi miết nhào nặn những cục bột trắng tinh để làm ra những chiếc bánh sườn bò, bánh mì bơ Pháp theo các đơn đặt hàng. Đến 8 giờ, các em bắt đầu vào chương trình học. Và 3 giờ chiều sẽ là thời gian học các lớp kỹ năng sống và ngoại ngữ. Quá trình đào tạo sẽ diễn ra trong 16 đến 20 tháng. Trong thời gian này, học viên không chỉ được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản của nghề bánh, mà còn được học kỹ năng ứng xử, tiếng Anh để trở thành những lao động tự tin, độc lập, có tay nghề cao trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng. Khi ở đây thì em sẽ học được rất là nhiều. Như là ở đây thì sẽ có dạy về
bánh về bánh rồi, thứ nhất là lý thuyết bánh và sẽ cho là tụi em được thực hành, và kèm theo như hai cái đó là sẽ có về kỹ năng sống và dạy tiếng Anh thêm cho tụi em ạ. À, vào sáng thứ bảy tụi là sẽ cho tụi em được đi qua bên một quán cà phê ở bên Thảo Điền của quận 2, là để được qua đó đứng bán bánh và gặp gỡ rất là nhiều người khách nước ngoài và giao tiếp và nói chuyện với họ, cho nên là tụi em được thực hành nói tiếng Anh rất là nhiều. Với em thì những kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là những lần được lên lớp học cùng các bạn và thầy cô, dạ, được trao đổi với nhau về việc làm bánh, với lại được học tập trao đổi lẫn nhau. Trước kia là em rất là rụt rè, nhưng mà khi mà vô đây học thì em được thầy cô giảng dạy cho em rất là nhiều thứ, giờ em thấy mình có khả năng nói hơn và thấy tự tin hơn về một số những cái vấn đề mà trước kia em còn gặp khó khăn. Mở ra từ năm 2017 với 6 khóa tốt nghiệp, Lò Bánh Mì Pháp hiện có hơn 100 học viên tốt nghiệp và khoảng 20 học viên đang trong quá trình học và thực tập. Học viên tốt nghiệp của trường hiện làm việc ở nhiều tiệm bánh, nhà hàng, khách sạn danh tiếng khắp nơi. Nhờ trong môi trường học và thực tập chuyên nghiệp, học viên được mở mang các mối quan hệ, gặp gỡ những đầu bếp nước ngoài và có thêm cơ hội hiểu biết về các lĩnh vực khác như ngành khách sạn, ăn uống, từ đó có điều kiện phát triển sự nghiệp. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Thành phố Sống Đẹp kỳ này xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát sóng tiếp theo.